nè. Đó, 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 lẹ, 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 dễ lên, dễ lên. Ô tao cái bự nè, ô cái này lớn lắm nè. Cái này nè. Ô cái này đó nè. Ô tao gù hết thể được. Con cá sao? Đây nè cả nhà ơi, cá này bự ngay nha. Chuẩn nha, chuẩn xong. Vô để rớt xong cái uổng nha. Ừ, đó. Ừ, trời ơi nhảy. Ơ, nhảy đi, bọn cá gì đó. Cái này nhiệt cho tao, nhiệt dưới mày nè. Ừ. Mạnh lên, mạnh lên, đi qua cho nổi đi. Lên lên. Lên lên lên. Bỏ đi, bỏ cá đi. Bỏ cá đi, bắn này em ngoài. Bỏ cá đi. Ừ. Rồi nhảy ra mạo nước nha, nổi em nói lên được đấy. Có nó bự. Mạnh nữa. Thì bữa nay nhà mình dính toàn là cá mẹ dính không à. Nữa. Không có mấy loại. Nữa. Đây 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 đây. Chào cả nhà đến với kênh Nắng Đẹp Miền Tây. Thì hôm nay gia đình mình có mua được cái tay lưới mới á. Thì bữa nay sẽ thả mẻ lưới đầu tiên. Giờ chị Như với bác Hai đang thả lưới á. Vợ tao luôn thứ nha, thả con cá hồng lau 9 kg gỡ hết đá chết mẹ, quên đem theo cục gạch, theo gạch con gạch kéo bên kia gạch thấy con gạch không lau thấy con gạch kéo vậy kìa, gạch ông bái cục gạch chung với cái cờ thôi lấy chắc gạch tay kia luôn đi. Bơi đừng bơi kìa bà đó, khỏi khỏi bơi ngay, cầm cái tay dính cá lực lẹ không ai. Ủa bình thường anh Tiến là làm sao? Thả làm gì luôn hả? Ừ, thả gì đó, đi ra gì đó. Buổi chiều đi, buổi chiều 3 giờ nước lớn đi, mặt chiều dẫn đi hả? Cho quay. Về tầm 3 giờ chiều. Đâu cũng giờ chiều mát ha, giờ này nắng. Ừ, 3 giờ gửi. Hôm nay đi cũng đi giờ đó hả? À? Ừ. Đi, tầm mũi xa lắm, mũi rồi mà từ mấy cồn thì qua tới bên cái nổi nữa. Ừ. Mấy tay lưới đâu? Đã chục tay đó. Này mình có một tay rồi, ngắn nha. Ngắn hết xong. Mở cái trong này, trong này nhỏ. Còn muốn mua nhiều thêm tay hai tay nữa thì ra ngoài trong máy á. Dạ. Ủa mới được. Xuồng nhỏ này không có be sao ra xong được. Bởi vì xuồng này quá khẩm. Què tao mua chiếc ghe đi, tưởng là tao đi. Mua chiếc ghe luôn. Nói chứ tao mua xuồng bự quá trời, xuồng nhỏ bữa hôm nó kiếm. Quá nhỏ rồi. Nó mà được tất gán được ngon quá trời. Gán đồ lậu rượu nó bán rồi, có mấy triệu bạc trời. 3 triệu mấy, 4 triệu. Có cái ghe nó rộng rãi em nè. Có gì, có vỏ cũng được. Có xà lan. Mà bút mà có vỏ mà dưới sông hến rồi coi có ấy không. Có ai bán không? Hai bán lại cái ghẻ mua được. Ừ. Vỏ bự, vỏ bự đi được. Trời, cái vỏ gì bự, không có. Vỏ mới mắc tiền. Lấy thuộc ra đúng không, nó trôi vô đổng rồi nè. Trôi vô đổng, vô đi. Tại hiểu lại qua đây được quá. Rồi bơi xuống đi, bơi xuống đi. Bắt bắt lẻ lên, bắt lẻ. Bắt lẻ đi. Bắt lẻ lẻ đi. Con cá, con cá, con cá. Rồi. Vô. Cá dặn. Dở cái đó về bỏ vô luôn, sạp đó, sạp. Dạ. Ừ cái đó. Cá này cái này cái dặn này cái gì đó. Cái gì? Ê, bỏ ngoài không rồi chết rồi. Cái này thiếu qua được nè. Con này tăng nè. Chết mẹ mẹ. Chết mẹ tắm cho nổi, đừng bơi rồi, bơi xuống. Bắn lẻ đi, bắn lẻ đi được không? Lên như con lẻ lên. Ê. Bắn lại 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 bắn luôn. Bỏ bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Lại lại bắn đi. Bắt chưa chịu nổi à. Đủ không? Đủ đi, đủ đi, đủ đi. Tới cục gạch nào tới, mình tới đây ừ. Đủ đi, bỏ khe sắp đi, bỏ đi. Chưa chịu nổi à. Bỏ vô. Bỏ vô. Gì dặn đi. Tới đi. Lẹ lẹ đi. Chưa nổi à. Dính nữa nè. Rồi cả nhà ơi. Cá rồi. Cá rồi. Mới gỡ
lưới không, trả đi. Trả đi, bự. Trả đi. Trả đi. Trả ra. Lâu lắm, nó không biết nó không được. Lâu lắm. Ừ, cũng tới. Ừ, tay tay nó rồi. Còn cái bữa con cá cho biết, bữa ngoài dễ hơn, khỏe hơn. Đúng nè. Nó cái mà nó trống chỗ dễ bữa. Còn không? Còn nhóc chơi chứ. Bạn thứ rồi. Nếu này nó không thấy được cái gì mà từ khơi khơi quá. Được quá tới đó. Gỡ được không? Ừ. Ồ, còn đây nè. Vậy là gia đình bữa nay không có thử ngang trúng cá rồi đó, bữa nay không có thử ngang. Ờ mới xuất hành vô rồi. Mới mẻ đầu tiên mà quá thành công rồi. Ừ. Vô rồi. Cái bữa đẻ thì bữa xưa nữa rồi, thấy nó đậu. Còn có phải cái thùng bự mới được có đục đó, trọng sống. Thì chết chờ gì ăn sẽ ngang. Có đục không? Đục mở ra cái chìm đi. Chìm. Chìm á. Đâu để mở là chìm tự đông nặng quá. Mày vuốt cá ra đây rồi sao hả? Hả? Để nguyên đi chứ nữa ấy gỡ lại rồi. Rồi mình đi dưới lấy dưới đi. Rồi. Nó đắng đi rồi đó đắng đi tôi thằng này thằng. Để đi. Nè thằng gì dưới nè. Nè thằng dưới đi thằng gì bỏ gì tôi. Mày thằng mới được, mày thằng mày lẻ tao mới được nè. Ờ ngồi đắng ăn đi. Mày thằng này mày làm đắng mày nữa không có thứ làm tao đụng con đâu có đi thôi. Ông nhốt, ông nhốt. Bỏ dưới này nè, đầu này luôn. Ừ. Mày vào luôn. Ăn cạch lên, ừ bỏ vô đó. Lộn rồi, đúng không? Lộn rồi, lộn rồi. Rồi lộn người nào sao á? Thì đừng la cái nữa, coi lộn người nào.
bự vậy? Cá bự. Cá bự. Thấy không? Đó đi. Nặng tới luôn thấy à. Nặng tới luôn rồi. Tới luôn rồi nha. Lưới này cũng dễ nha. Bắt đầu lên. Ừ, nặng thế gì đó. Bắt đầu lên bà. Không vô, lướt vô cái thùng. Lớn thả cũng được, lớn thả rồi lên trên dầm hồ thả xuống. Cái này gỡ đi, gỡ này nha, thiếu này nè, dưới là gì đó gỡ ra, gỡ gì nhẹ ra, gì đó ổn chứa que, nhà tao không đứng đâu, nhẹ nữa, rồi gì đó. Đừng bơi nữa. Gỡ gạch đi. Cái gì gạch rồi? Không biết. Không có nồi trong đây. Đừng bơi nữa. Rồi đó đâu gì? Ấy dạ. Rồi bơi xuống đi, xếp xuống. Từ từ, níu gạch ra. Để cho mắt con lưới. Gì đi. Ê, đẹp.
chừng dưới cái ba cái không. Khỏi bơi nữa, rồi thay trôi đi, sống không? Còn sống không ha, còn sống. Không đi khỏi đâu mày. Trời ơi, nhiều lắm ha, mười mấy con rồi đó. Cá nhiều chứ ít gì. Đừng quan tâm nữa nè. Ừ. Ở cá bự nè, nè đó. Ừ lòn ra. Rồi để lên, sắp lên, sắp đặt lên. Ừ vậy đó. Sắp xuống nằm dưới luôn. Ừ vậy đó. Nè gỡ đi nhỏ kia, gỡ bức lưới mặt lưới. Đó, ừ. Trời ơi, con cá mà gỡ 4 5 người. Trời cá bự. Ừ, giờ khoan mọi người dính cá mọi người. Đây. Cá quá bự. Được, cá bự nữa. Cá nữa. Dưới, chảy là luôn. Ngoài này khỏe không đó? Thằng coi để qua bên không được thấy cái xuồng đó. Này lên trên đó. Lại nhà ở dưới. Ngồi trồng lên. Ở dưới đó. Ừ. Tí mẹ đi rồi trồng thì nào đấy
đầu trồng lên. Đi với cá hô rồi. Hết cái tóc giờ tới cá hô rồi. Cá hô. Nếu gạch từ rồi quá lên. Chúng bậy nhiều khi ngoài này nó dính cũng kẹo nẹo gì bày cá đi á. Đó, đó 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 lẹ 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 dễ lên dễ lắm vuốt vuốt ôn cái bự nè ôn cái ôn cái này đó nè tao rồi hết thế được quá vô bánh rồi cá này bự lắm nè 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 cá nè nè cầm đi không hai hoa dở thì hoa nghe làm nhanh đây nè cầm cá đi nè để đi thôi ơi đụng quá cứ để đây gỡ gì được không con gỡ cho đây nè cái nhà cá này bự ngay chưa nha những cái vô để gì đó xong cái uổng nha ừ ừ đó ừ trời ơi nhảy mạnh chứ hả mạnh lắm đó còn nữa con cá bự đó trời ơi cá này lớn nữa nè đó đó được chưa có nữa không còn dưới cái ống hang cái bự dưới hang đó cái bự đó để thì đó thang lên thang lẹ chạy nó chạy chạy thang lên ừ quá cứ dính rồi trời ơi ở đây thang khỏe không đó sáng mặt lớn rồi sáng mặt lớn đầu thì đất cá ngoài sẽ thấy đi chạy nó giọt xong rồi không dính nữa nó mắc con khác nó chứ lọt xong chút nữa nẻ con khác nữa để nhóc như nguyên mày rồi hai ba người không ai tao tiếp mày ơi đỡ được đó cốc cho không? Cốc này cốc cộng. Đó, ừ, đó, đúng rồi, cũng được. Ừ. Lên. Có, tao rồi, đó. Đó, đó, gỡ đi đó, nè, gỡ đi. Thấy cái chịu cũng gọi con cá hả? Cái nhỏ này gỡ mau lắm. Cái này coi mấy giờ rồi gỡ đây tới chiều là nó vừa đủ con cá đó. Ừ, cầm đầu ừ đứa cầm đầu đứa cầm cái đuôi ở vậy đó ừ lắc ra ừ lắc ra ừ mày ừ này kiều kiều xuống ừ kiều kiều này nè cái này ừ bóc đổ cái gì gạch ừ ừ vậy đó ừ. Đồng, đồng rồi bỏ vô đó chưa ừ cái bữa đó tôi được có cái cha còn 2-3 kg nữa đã bữa đó dính còn 3 kg mấy hả cá đó khó gỡ lắm hay không hai có một cái thứ bỏ vô chứ có gì khó nghe rồi bỏ vô mày nó bự bự quá hết rồi còn dễ gì hết quá lớn lẹ gỡ lên gỡ lên ô rồi gỡ đi gỡ đi gỡ đi tới chiều cũng còn nha gỡ lên gỡ gặp gì đó gì đó cầm cái đầu bất thí đi bất thí luôn tao với lọc của đó cái này cuốn cái đầu biết đâu nó cho xuống tới cù lao với có ba ta lớn à lại dính hoài kẹo nẹo chứ văng lên lại dính chùm chùm mà công chúng cáo quá trời luôn cả nhà ơi. Này cũng được có mấy ký á.
Thì giờ mấy ông cháu mình đi vô chuẩn bị bán cá nha, để cá nó chết nó sình bán không có được á. Rồi giờ mình đi vô dưới xuồng nhỏ quá, nhỏ nó cắm luôn thấy nó chìm cá. Cá gì quá chìm. Xuồng nhỏ quá. Đi vô. Thì nhà mình cũng thu hoạch được nhiều cá nè. Giờ để mình vớt ra cho cái nhà xem nha. Để tay hiếp. Cá bự nhất luôn. Ta lên. Trời ơi, cá bự lắm á. Con này bự. Con cá bự. Mạnh nữa. Thì bữa nay nhà mình dính toàn là cá mẹ dính không à. Nữa. Không có mấy loại. Nữa. Đây. Nữa. Ừ gì đó. Rồi. Ở đây phá là mẹ gì con này còn sống mạnh một dây chứ không chưa mày dính toàn cái mẹ dính không luôn cái khác luôn không có mạnh kìa nó đang nó chừng luôn rồi nó mạnh quá nhiều lắm ra kia luôn này cầu đem đi bán. Vậy cũng trúng không hai? Ừ. Hai trúng chứ bộ. Để cũng được. Đi luôn hả? Đi luôn hả? Gì vậy? Để mình cho nó đừng có chảy ra. Không, đây cái gỗ gì nữa rồi đem về lại. Ừ gì đó. Rồi. Rồi tầm đi ra luôn. Đi bán à. Bán đi. Chưa mới về. Dạ cá. Cái phóng sinh mà mấy con cá. Vậy. Tìm nơi bán rẻ luôn đi cho nhà. Còn bảo hôm nay của gia đình mình nè, nó nhảy gì lắm luôn. Ăn cá này bự bự không à. Giờ ăn không hết rồi, giờ hai chị em lấy ra bán luôn. Bán cho ở xóm mình người thích ăn. Cá này thì mình về mình chiên giòn hoặc là mình kho lạc á, ăn ngon lắm. Mình bán cho bà con, bán rẻ cho bà con đi, cho bà con ăn. Cá này chỉ cái đuôi nó hồng hồng quá nghe ha. Ừ. Cái này cùng loại cá nghe. Rồi béo, ăn này béo dữ. Ừ. Con nào cũng uống nu luôn. Mà hơi xương. Cá này hơi xương. Mình chiên giòn thì mình cắt cái nó nhuyễn nhả. Nó tại đại đi trên bờ mình làm được mà, đâu biết xong đâu. Cho hay đi cho tháo thì kêu hay đi rồi mình lại mình bán xíu xíu đi. Để thôi cá nó ngợp hết. Chị Thảo. Chị Thảo lại cá ăn mà chị. Mới cá về kho đi. Cá này dinh nhiêu ký? Cá này bán gì bán chị 30 thôi. Ở chợ bán 35 ngàn thôi á. Bán 30 thôi. Ký hả? Ký. Nó lộn xộn mấy ăn bự nhỏ về chiên giòn hay là kho cũng được. Cá mới bắt nó thả lưới rồi. Cái người không? Con cá nó sao căng. Không có đó, ông Bằng là tôi mua hết đồ nghỉ ăn đó. Căng rồi. Tí nữa ông đó rồi, đây là bà đã đưa mua hết rồi. Cái gì?
Rồi. 30.000 không sao ơi. Dễ rồi. Dạ sao thằng con nha. Chưa ăn thì giọng đó. Rồi. Rồi. Cảm ơn sao nha. Rồi. Còn mấy con này ai thì lại mấy ghẻ luôn. Còn mấy con nhỏ. Còn mấy con nhỏ mà mấy con lớn bắt bán rồi chưa. Dạ mọi người ơi. Tất tâm nè. Chứ là 20.000 Bán 8.000 lưới. Bán được bán 8.000. Ê, cái này còn nhiều hơn là cái lưới quá trời luôn. Mà bán đâu được nhiêu tiền đâu. Đã chút xíu con không ai mua đem vô mình chiên giòn luôn. Chứ cái này chiên ngon. Làm nước mắm nè. Chiên lọ, chiên rau sống đồ ăn. Làm nước mắm chua ngọt. Mà cá này hơi xương ha. Ăn chịu khó mà gỡ xương chứ ngon. Béo. Không chiên giòn nó xương á. Vậy chưa cũng mất ai đi qua lại. Cái này mà cá phải giăng lưới sáng nha, bán sáng đêm. Bán sáng cho người ta ăn cơ cơm á. À, nó còn ngớp nữa kìa. Giăng lưới hay ham quá, chắc vài bữa mình đi giăng lưới mình kiếm cá mình bán đúng không? Lưới ham, ai cũng phải ham chứ. Hai em giăng lần 8 lưới rồi đó cả nhà. 8 tay, giăng dài qua bên kia xong bên kia luôn. Đi mình lên chứ gỡ không kịp luôn. Không, mình trong nghề mà. Giờ hai chị em mình qua nhà của mợ ba mời thử coi mợ ba có mua tiếp không? Còn mấy con à? Mợ ba không mua thì để chiên giòn luôn. Tạm mơ ba chiều rồi, trưa này mới bán ra cả. Cá thời gian này nhà chị có ăn không? Hỏi thì mơ ba có ăn không tiếp. Cá xong ngon quá. Ba ngủ hả? Nè còn mấy con nè. Nhiên cái. Cá này lấy 30.000. Cá này nhỏ quá. Lấy 25.000 chứ. Cá nhỏ không? Cá này còn hơi nhỏ. Lấy 25 không? Còn mấy con lấy hết hả chị? Cái này có lạc ăn không? Có lạc chiên giòn cũng ngon. Tính không ai mua, nghe em đem vô chiên luôn. Như cô xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp cả nhà, hẹn gặp cô chú anh chị ở clip sau nha. Con nghỉ tạm biệt cả nhà.